Thơm. Mày hay mày có cái này hay không nên ngắt đi. Mày nhìn đâu mày kêu con nên ngắt. Giáp không, giáp không, giáp mình ngủ với mình mới tiếp được giáp. Ừ, không có gai. Không có gai giáp này. Ngủ gai như ông ngủ cụ ấy. Nhìn như ông nào ấy. Như ông nào ấy. Ngủ được cái này, một chân sáng nhau. Chán đi. Đuổi về như này. Hai ngày chưa tắm thì tắm đi về. Khiếp tóc kìa. Hai ngày tỉnh vừa quá, bên đi lên tháng ngày thứ ba rồi. Kìa, đấy. Đau bụng mà này, đau bụng đìa, gân tết. Ăn cua của Giáp. Ở nhà vệ sinh chứ cả mọi. Giáp đưa cua xuống mọi người. Kiểu lâu ngày không ăn, giờ ăn đàm nhiều rồi. Các bạn ạ, Giáp đưa những công giáp ở gần biển đưa cua xuống, đưa cua xuống là Hùng Hà Ca là lâu ngày chưa được ăn đồ đồ biển, cua xuống là ăn có ghế nè. Từ tối từ tối giờ Tào Tháo đuổi chạy chạy vào nhà vệ sinh đi, đi vừa kéo quả nước là như xả nước. Vừa đi đi vào chiếc cai cung quân là phải chạy đi tiếp rồi. Hùng Hồng Ca vừa ra. Mẹ ơi cứu con. Mình đang làm video luôn Hồng Ca mà. Ui, ui, ui em. Anh. Cái tô. Mày mày không ngủ gần nhà vệ sinh. Này. Không rất toán. Chào Hồng Ca. Nhìn. Đi từ tối là phò vàng người đây. Không được gì mày phân. Được anh gọi mì tôm chưa? Hai vị tới phòng 108 à. Mời anh Quý ăn mì anh Quý ơi. Anh Quý, à bạn Quý ăn mì bạn Quý. Được anh pha chưa? Rồi thế rồi. À, cái này thôi. À, để con đâu không? Mày ra đây đi đánh đắng đi ơi. Đánh đắng hơn sáng rồi cái đây. Để. Đi con giờ mới đi làm ơi, đâu. Đức anh lấy anh một cái bút với cái tờ giấy. Gì anh? Anh vẽ mấy chỗ anh đốt cho các ca uống. Cụ đau bụng à? Các ca bị đau bụng từ tối giờ do ăn cua của công giáp mang lên. Giờ bây giờ vẽ con chó xong là đốt. Làm ơn mắc oan khổ thật. đốt vé con chó toàn giấy đốt để cho nó ca ca uống không có bán đồ ngon chị ơi để tôi vé ăn chó tôi đốt cho ca ca uống thế thì tiến vào đây chẳng biết bao giờ về về con chó cho mình dễ mình không có nghỉ chưa chị ơi nghe này chúng có đây cái ăn này đi đây nằm cho rồi dưới đây để bỏ ăn mì đây ngay đây con là anh em mà nói đến ăn nè lần sau rút kinh nghiệm đi ăn là không nay không nay nữa không vô trời ơi ui giời này ui giời xếp tiền xếp tiền xếp tiền đây đặt lịch chứ xếp tiền không có đặt lịch gì hết nhanh pha cho anh gọi ai cắt rốn mày pha bốn gói đi lên trên băng này mày hãy đến đây lên đợi chín là ăn kia thôi cứ đếm như thế có gì ăn không đây đã được miếng nàng đâu đau bụng thì thôi đâu cho chó đốt hả hối đừng ném mì hối đi tôi mới ra mới ra lại hạn đấy mới ra hạn lại đấy mốc rồi anh đâu mới ra hạn ông kia xong đấy đến tận tháng 6, à, tháng 7 mới hạn mà để than nói chứ anh á thì mới ra hạn lại mới ra hạn lại mà anh mới im lại mà hạn ngoài bao bì mà ừ thật vò anh đâu mới ra hạn lại đến mới ra hạn lại mấy ngày nữa đi mà hãy than ra đây hãy than ơi thì biết rồi nhưng mà ném mì hối luôn nghe mùi hôi dâu anh đông ra hạn đến 26 tháng 7 hết cơ đây anh mới ra hạn thêm mấy ngày nữa mới hạn lại hết rồi 30 tháng 5 rồi anh em mình ở bên này toàn mì tôm hết hạn các bạn nên là mới ra hạn lại ui giời quốc tôm xa lá cá để chơi luôn luôn đấy mì tôm mới hết hạn này ui này mì tôm hết hạn này nó ra màu này này ông ơi hai màu à? Hà Nội vàng với trắng này. Vì này dạ. Anh đâu mới ra hạn đến 26 tháng 7 mới hết. Tự vẽ lại mà, tự vẽ lại ngày viết lại là cái xong. Câu chuyện mì tôm ra hạn thì mình này nhân tiện đây thì mình này kể cho các bạn nghe. Câu chuyện có thật. Anh em mình ở bên đây thì lạnh vãi trời nhờ. Kể thì nó phải có đầu có đuôi. Anh em mình ở bên đây thì mì tôm thì người Việt Nam mình đóng hàng đóng công sang đấy nhiều khi là lâu quá
lâu quá. Quấn cả đống xe em có xúc xích. Hả? Có cũng bỏ ra. Ôi giời. Thôi đi, tí kể tiếp để các bạn để xúc xích đã. Còn xúc xích không? Không xe quán gì không? Chán thật. Hay cướp lắm. Anh em mình giờ có mà sao có bộ có 5 bát này? 5 người đang bán. Đức Anh có pha cho mình không nhỉ? Hay là nghĩ mình không ăn? Hay Đức Anh đang nghĩ mình không ăn nhỉ? 6 thằng mà. KK là 6 thằng mà. KK đau bụng đang như vẽ con chó đốt rồi. Tí thì vẽ cho KK con chó xong là bằng giấy đốt để cho KK uống nha các bạn. Anh em mình ở bên này ai đau bụng là mình toàn chữa. Mình là chuyên gia chữa đau bụng. Để đâu em? Đúng rồi. Ông bằng tiền gió. Đâu cái ông chẳng có mua của em ơi. Ông toàn bốc phép. Mồm điêu. Đâu, xúc xích đâu? Đâu? Có bảo không có. Có điêu đi đưa ngắn thầy ra đội của anh. Đúng rồi. Đốt con chó các ca thì phải vẽ ba con nó vào dọn hết phân ở trong bụng. Cái này phải vẽ cho con biết bùn nhỉ. Các ca ăn khỏe lắm, ăn khỏe lắm các bạn ạ. Một con thì không khỏe được. Sao lại chữa kiểu thầy bùa thế anh? Anh chuyên chữa kiểu đấy. Anh em trong công ty mà ai đau bụng là anh cứ có vẽ con chó. Ninh với Lít thì vẽ con chó nhỏ nhỏ. Cà ca vẽ hai con chó to nên được. Kể tiếp mì tôm gia hạn á. Kể tiếp câu chuyện mì tôm gia hạn thì mì tôm ở bên anh em mình đưa sang thì từ Việt Nam mình phải sang đến anh em mình phải thấp nhất là nhanh thì 3 tháng, có thời điểm thì 2 tháng mới sang nơi vì kiểu họ gửi tàu biển ấy. Thế là có hôm mà anh em mình đến nghe. Ngày xưa cái câu chuyện này khá lâu rồi. Ngày xưa mình ở trên quê nhà bà Ninh Đầu đấy. Ở trên Nubangu ấy. Thế hôm mình đến nhà cái bà bán hàng khô chơi. Thế bà đấy mới đưa cái anh cháu ở bên cái đứa cháu ở bên Việt Nam sang bán hàng cho bà đấy. Thế bà đấy vừa bán hàng ăn sáng này, vừa bán đồ khô này, đồ khô Việt Nam mình đưa sang đi. Thế hôm ấy anh em mình hình hơi hôm mình với Hùng AK hai anh em đi vào ăn sáng. Thế là hỏi hôm mình không nói tên bà đấy nhá. Thế mình hỏi là hỏi đứa cháu mình thì nói bà thôi, mình hỏi đứa cháu là bà có nhà không. Đứa cháu bảo không anh nhá, bác ấy vừa mới đưa mì tôm đi ra hạn lại rồi. Mà sao đưa ra hạn lại? Đứa cháu nó mới ở Việt Nam sang, nó thật đi thì nó thấy mì tôm hết hạn thì thường thôi, mì tôm thôi thôi mì tôm hết hạn không bán hết hạn thì thằng em xuống ngày đưa ra để ăn hết không mãi thì vật ra ăn đâu thì anh cũng ăn đi, có mình em ăn đâu. Anh lâu như em có phần đấy mà ăn đấy, đau bụng một tí anh vẽ con chó không sợ em. Anh cũng ăn rồi, anh ngủ rồi anh không vẽ đâu. Chó nhà em cả đàn, chó nuôi thằng trong người rồi. Giáp phải khả năng thì phải vẽ cho 3 con chó. Không, mì tôm bên đây vậy đấy. Cái mì tôm, thùng mì tôm có 6 tháng này. Sang đây đã 3 tháng này. Nhiều khi người ta còn ở trên thủ đô, trên Nunda đấy. Hàng tháng mới về được dưới tỉnh này. Về dưới tỉnh anh em mình thì được 1 tháng. Thường thường như thế. Nhưng mà cũng không sao. Ui, bộ công an đã phono rồi. Ui, chết rồi. À, bộ công anh. Chẳng mình hoa mắt nhìn để đọc là bộ công an. Con đùa ảo cái đấy. Buồn ngủ bộ công anh đã phono bạn. Mình tưởng là sẽ đọc thành bộ công an đã phono bạn. Đừng nói thì mình tôi biết hạn. Khổ. Chết đấy đấy. Bộ không biết là ông bộ công anh hay là bà bộ công anh phono mình mà mình đang buồn ngủ hoa mắt mà nhìn tướng bộ công an nó phô nô, tướng là nói liên quan đến mì tôm với đạn này bị bộ công an vào. Chết à, xin lỗi, nguy hiểm. À bà đấy, bà bộ công anh tôi động hoa mắt nhìn nhầm tướng bộ công an. Tướng nói gì liên quan đến mì tôm. Chắc có 5 bát đây. 5 bát gì được? Anh hoan à? Anh hoan đâu chứ, nữa anh hoan anh ngồi đi làm gì. Cho nhỏ nhỏ, mình ăn bẻ nhỏ. Mấy tôi mình bẻ nó mới ngon. Bạn, đây mà ăn ngon nguyên.